thẳng xong. Tài xế đi bão con mẹ luôn. Rồi khổ. Quang. Vừa vui nhưng vừa buồn. Đéo biết là gì về cảm xúc bây giờ, nó khó tả lắm. Hoàng Vũ thấy thế nào? Hoàng Vũ có đồng ý với Hoàng Vũ không? Khách sạn trông hơi phong cách mẹ năm 90. Không được. Rồi, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình đó. Hôm nay mình sẽ có bài mở hộp và trên tay nhanh chiếc đàn Fender vừa được ship từ Hà Nội vào Sài Gòn đó. Vâng, còn đây là anh Hoàng Vũ. Dạ vâng, anh Hoàng Vũ có thể cho biết một số thông tin cần tiếp về cái tài sản mà anh đang... Anh Hoàng Vũ đang mở hộp ở trên tay. Vâng, trên tay anh là một cái hình thù rất là kỳ lạ, tôi đang không hiểu tại sao nó lại có cái thứ. Hoàng Vũ đúng khả năng móc tem Hoàng Vũ hết kém. Được. Đâu khả năng nó móc cua chứ không thể mở mãi đâu được. Tìm được nhà thờ lớn đi. Đi chung hộ cái đi. Từ từ bóc xong rồi chung á. Cái pha xử lý đầy thú tính của anh Trung. Vâng. Vũ dâu ok. Đấy. Nào chúng ta hãy cùng xem của Trung Mon xem có ok không nào. Sao? Còn đây ăn chán. Chán. Ở đây bật cái nhạc đéo gì này. Mới sáng ra. Đi. Đây chúng tôi vào buổi sáng ngày 24. Dậy từ 7 giờ. Ăn uống các thứ. 8 rưỡi mới là nghe chưa anh? Anh 8 rưỡi rồi. Thì sao? Đây là hai Vũ, Thái Vũ đang mẹ thỏa thuận với Hoàng Vũ về việc đi lấy đàn. Đấy. 8 rưỡi rồi, hẹn 8 giờ sang. Đấy, đi diễn giờ có backstage sách đàn, anh em đặt tông ấy đi. Oh,
bạn đây là nhãn hiệu đàn đỉnh nhất thế giới. Chung đây là một con đàn cho cái bộ phim đó mà nó còn là một bài hit độc lập sau này và được các bạn yêu mến.
qua một thời kỳ rất khó khăn của ban nhạc. Không có giấy tờ tùy thân thì chúng tôi phải làm gì giữa Sài Gòn bây giờ? Thế này là cũng chưa bao giờ trải qua cảm giác đứng trước một mình. Từ nãy giờ vẫn số 2. Đéo ai cần. Không bầm.